Có cái dừa này cho mọi người xem nha. Đây là cây tam quan dáng siêu nha mọi người. Đo cái mặt bầu trước nè. Mặt bầu từ miệng chậu qua đây là 50 nha. 50 hoành gốc. Hoành gốc 44. Hoành đọt luôn nè. Đọt là 28 nha. Ở đây quay cho người ta coi. Đó. Đọt còn 28 nha. Thân nè. Thân dài 93. 93 gần mét rồi đó. Chậu chủ nhật nha. Còn chừa chỗ này làm cái hồ cá mini được nha mọi người. Đó anh chị nào kết alo em nha. Tam quan vàng. Đây bẻ vàng khè luôn nha. Cây dáng siêu rất đẹp. Anh chị về làm hồ cá rất là đẹp nha. Đây em chừa nè, chỗ làm hồ cá nè. Chậu chữ nhật mà ship thì em không có ship chậu được nha mọi người, chậu rất nặng, em chỉ ship được cây thôi.